chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính cuối tuần lần này của chúng tôi. Thưa quý vị, Việt Nam là đất nước có truyền thống hiếu học. Nếu như chúng ta nhìn từ góc độ phân tích thị trường thì cũng có nghĩa là nhu cầu giáo dục tại Việt Nam được xem là rất cao. Hơn nữa, với đặc điểm là xem trọng học vấn, tôn sư trọng đạo và hàng loạt những tiêu chuẩn truyền thống của giáo dục Việt Nam cũng có thể được xem như thuộc một hệ thống tiêu chuẩn khắt khe và đặc trưng mà thị trường giáo dục Việt Nam đặt ra cho các nhà làm kinh doanh hay là tiếp thị các thương hiệu giáo dục và đào tạo tại đây. Nếu như thẳng thắn mà nhìn nhận thì đầu tư giáo dục tại Việt Nam nhìn từ góc độ kinh doanh vẫn còn rất nhiều những vấn đề mới mẻ nhưng ít được bàn luận. Mặc dù là lợi ích xã hội và lợi nhuận đầu tư là những lĩnh vực trọng yếu, luôn là hai khía cạnh song hành khó có thể phủ định được từ lĩnh vực này. Ngày hôm nay, đấy sẽ là những vấn đề chính mà chúng tôi cùng mời quý vị khán giả gặp gỡ và trao đổi với hai vị khách mời của chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, là Chủ tịch Hội đồng Sáng lập của Đại học Quốc tế Trí Việt. Xin chào anh Nguyễn. Vị khách mời thứ hai chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với giáo sư Marilyn Lido, Tổng Giám đốc của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Good morning and thank you for the opportunity to be here. Xin được bắt đầu câu chuyện bằng một góc nhìn là trước nay chúng ta vẫn nhìn giáo dục như là việc đầu tư cho con người, đầu tư một cách nhân văn hoặc là đầu tư cho thế hệ tiếp theo của chúng ta. Nhưng nếu nhìn từ kinh doanh thì đây cũng là một lĩnh vực cần phải đầu tư vốn và nguồn lực. Và cả hai lĩnh vực đầu tư đó đều đòi hỏi một cái đầu ra quan trọng, đó là hiệu quả của đầu tư. Nếu nhìn việc đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam hiện nay thì những nhà đầu tư sẽ gặp phải những khó khăn thách thức như thế nào thưa bà? Bên cạnh cái cách hiểu và cái quan điểm của xã hội về việc tạo ra lợi nhuận của cái việc đầu tư của những nhà đầu tư cá nhân vào thị trường giáo dục của Việt Nam, liệu những có những cái khó khăn nào khác mà những nhà đầu tư như là RMIT gặp phải ở thời điểm này khi chúng ta đầu tư cho giáo dục Việt Nam hay không? Thật sự mà nói, khi đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi gặp rất nhiều thử thách. RMIT được xem là một trường đại học tốt ở Úc, nhưng chúng tôi đã nỗ lực biến nó thành trường đại học mang tầm cỡ quốc tế. Điều thuận lợi của chúng tôi là tất cả nhân viên học sinh ở RMIT đều nghĩ đến danh tiếng của trường đại học quốc tế. Khi đầu tư vào bất kỳ đất nước nào, không riêng tại Việt Nam, nhà đầu tư đều gặp phải thách thức là cần phải hiểu rõ về đất nước, con người, sự phát triển kinh tế và cả vấn đề chính trị của đất nước đó. Tuy vậy, một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi đã gặp phải tại Việt Nam là việc xin giấy phép mở trường học và các thủ tục hành chính. Sau đó là vấn đề chất lượng của nhân viên và giáo viên. Bằng cách nào thu hút được họ, phải ưu đãi họ ra sao? Làm thế nào để các giáo viên nước ngoài chịu đến Việt Nam để làm việc? Chúng tôi không thể tìm được đủ số giáo viên bản địa có thể đáp ứng yêu cầu cho trường đại học quốc tế, trong khi chúng tôi mong muốn đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng tôi phải xác định rõ triển vọng về nghề nghiệp và tương lai để giáo viên nước ngoài đồng ý làm việc với chúng tôi. Và hầu hết họ đều làm việc không phải chỉ vì đồng lương, mà là vì lợi ích xã hội. Họ muốn góp phần vào sự phát triển của một đất nước đang đi lên như Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc đang đóng góp phần nhỏ cho sự phát triển của Việt Nam. Muốn hay không, ít hay nhiều, thì những nhà đầu tư cá nhân đều phải nhìn nhận lĩnh vực giáo dục khi họ đầu tư vào vẫn như là một doanh nghiệp, vẫn như là một công việc kinh doanh. Và những công việc kinh doanh thì luôn luôn có liên quan đến giá của yếu tố đầu ra và chất lượng của đầu ra. Quan điểm của bà như thế nào về việc nhìn nhận giữa việc định giá của một giáo dục, của một sản phẩm giáo dục và chất lượng của nó có liên quan? Nếu có ý định đầu tư lâu dài, bạn cần phải quản lý tốt doanh thu và chi phí của mình. Quan trọng là phải cân bằng giữa các điều đó cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Và điều bạn cần làm là cung cấp được chất lượng giáo dục căn bản cần thiết, và sau đó bạn sẽ thấy được sự tăng trưởng của doanh thu. Ví dụ, RMIT được xem là một trường đại học có học phí cao, nhưng chúng tôi đã sử dụng hầu hết lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào các hoạt động của trường, như đầu tư cho giảng viên, trang thiết bị, thư viện, phát triển dịch vụ hỗ trợ sinh viên và xây dựng, mở rộng thêm cơ sở. Đó chính là điều cần thiết cho đầu tư dài hạn. Chúng tôi không cho rằng lợi nhuận là yếu tố hàng đầu trong đầu tư, nhưng việc chi tiêu cần phải hợp lý mới có thể phát triển bền vững, gây được danh tiếng và được thị trường công nhận. Lợi nhuận của RMIT Việt Nam được tận dụng để tái đầu tư cho RMIT tại Việt Nam. Về tổng thể thì đầu tư cho giáo dục vẫn là kinh doanh, còn ý nghĩa của việc đó là mọi người có thể có việc làm và chúng tôi đào tạo ra nhân lực có chất lượng tốt cho xã hội. Một điểm quyết định khác là khi đã có một cơ sở vững chắc, bảo đảm việc quay vòng của lợi nhuận để củng cố cho tái đầu tư, thì phải đảm bảo cho đồng vốn không chảy về nơi khác.
Ở trường IMIT, chúng tôi không thấy bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc quản lý đầu tư, nhưng tôi muốn cảnh báo về sự xung đột trong đầu tư cho giáo dục, nếu nhà đầu tư chỉ muốn lấy lợi nhuận của tập thể bỏ vào túi riêng. Đầu tư vì lợi nhuận cho riêng bản thân, mà không chú trọng đến việc tái đầu tư thì khó có thể phát triển mạnh hơn. Thế nhưng bà sẽ bình luận như thế nào về cái khả năng tiếp cận được cái mức giá để có được chất lượng giáo dục đó tại thị trường Việt Nam hiện nay? Học phí của trường IMIT tại Việt Nam hiện chỉ bằng 1/3 học phí của chương trình tương đương tại Úc. Ngoài ra thì nếu sinh viên theo học ở nước ngoài còn phải cộng thêm chi phí ăn ở sinh hoạt khá cao như ở nước sở tại. Ở đây có hai vấn đề chính là lợi điểm khi học tại Việt Nam không chỉ chi phí thấp, mà học sinh còn được ở với gia đình, dễ dàng xây dựng nền tảng cho công việc trong tương lai, và tránh khỏi nỗi sợ hãi khi phải sinh sống học tập ở nước ngoài. Ngược lại, khi học tập ở nước ngoài, sinh viên sẽ có lợi thế là tự tin hơn khi hòa nhập với môi trường học tập và con người nước ngoài. Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng học phí ở IMIT Việt Nam là quá cao, vì các sinh viên ở đây nhận được chất lượng học tập như nước ngoài tại Việt Nam. Điều đó đã đem lại cho sinh viên Việt Nam nhiều quyền lựa chọn hơn giữa du học hoặc học ở một trường quốc tế trong nước, quyền lựa chọn giữa trường công hay trường tư thục tại Việt Nam. Có lẽ chúng ta sẽ nghe thêm ý kiến của nhà đầu tư từ phía nước ngoài vào để làm thế nào môi trường giáo dục, đầu tư cho giáo dục của Việt Nam trở nên là một môi trường đầu tư hấp dẫn hơn. Thật sự, chính sách thu hút đầu tư, kể cả đầu tư giáo dục của nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong quyết định định hướng thực hiện đầu tư. Nếu bạn muốn tác động thực sự đến môi trường đầu tư giáo dục Việt Nam, thì cần chú trọng đến vấn đề đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước đang quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao, nên cần phải có chính sách ủng hộ những nhà đầu tư phát triển giáo dục. Một trong những vấn đề thường ít được bàn luận đến trong phát triển giáo dục là vai trò của hoạt động nghiên cứu. Một số nước phát triển đã bỏ ra rất nhiều chi phí để đầu tư cho nghiên cứu nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết bởi nhà nước. Sẽ rất thú vị nếu nhà nước Việt Nam mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài được nghiên cứu nhiều hơn nữa giáo dục tại Việt Nam. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi nhắc lại là Việt Nam chúng ta là một đất nước có truyền thống hiếu học, và theo một logic đơn giản nhất thì một đất nước như thế sẽ phải có một nền giáo dục ưu việt để đảm bảo được những truyền thống đó. Và đó là những điều mà tất cả trong từ đầu đến giờ cuộc nói chuyện của chúng tôi đều muốn hướng đến. Và một trong những giải pháp cho vấn đề đó là chúng ta kêu gọi nhiều hơn những nỗ lực đầu tư từ nhiều phía, không chỉ từ đầu tư công mà còn có sự tham gia của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tư nhân. Chúng tôi đã có những câu chuyện với hai vị khách mời và hy vọng đó cũng mang đến cho quý vị một phần theo dõi thú vị và những ý kiến bổ ích. Đến đây, chúng tôi cũng xin phép được khép lại chương trình Kinh tế Tài chính cuối tuần lần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.